đường ngay ở trong mương này. Con này. Thằng lương con mình ạ. Thằng lương nó nhặt được con lợn con. Thằng này nhặt ở đường. Thằng này con lợn nhai để này. Ui, chắc lần nhà người ta để đâu mà rơi xuống. Đây nhà người ta đây chắc là để nhà đây. Rơi xuống. Nhà đây sao? Này chắc là lần ngoài chứ nhỉ. Nhìn anh nhỉ. Nhìn anh nhỉ. Nhìn anh nhỉ. Ừ. Hai anh luôn này. Hai anh chồng nhau luôn này. Trời chứ. Chắc nhắc được ở ngay chỗ dưới mương này. Lần nhà cô mới để à? Đây là lần loài ấy, lần gì cô? Lần mình đấy. Lần mình này có cô bán không cô? Không. Nhưng mà sau này nó lớn có bán không để cháu vào đặt mấy con về nuôi? Ủa khi nào lớn đã? Dạ vâng. Để nhiều không cô? Nhưng bán gì để cháu vào cháu bắt mấy con về nuôi để tết thịt mà. Ừ thì khi nào lớn đã nhá. Vâng. Bốn anh luôn nhá. Bốn anh nhá. Có bé tí không có anh nhỉ? Anh vừa. Thế nhưng nhà đứng lợn mà. Thế đi chùa. Chào các bác nhá. Hôm nay thì mình với Tài mới một số anh em lại đi suối các bác nhá. Hôm nay thì có hai món. Tài đang chuẩn bị để nướng gà mới có một con thỏ kia kìa trong cái túi bóng kia. Đây lại chủ nhật anh em tôi này. Đi rồi. Thấy con thỏ bên này các bác. Đây con thỏ. Nay định làm món gì anh? Làm thỏ nướng. Thỏ nướng, gà nướng. Thỏ nướng. Nay thì đi chơi như này không có nồi niêu xong chảo như trước tôi mới tài đâu nhá. Nay chỉ món nướng thôi. Không có món nướng. Món nướng cũng sở trường rồi. Thật thịt lợn đấy. Lợn, thịt lợn. Vậy cũng nướng đấy à? Cái con này mỗi gì vậy? Lợn là bản của mình ấy. Cả món thịt lợn này các bác nhé. Mình lại nướng thôi. Nướng cái tảng đấy nhỉ? Nướng cái tảng. Đem cái viên đá nào đẹp đẹp đấy. Ôi ôi. Đá. Không phải đá đâu, nó nổ. Đốt đốt ống đấy, ống đấy. Đây chặt thỏ thì nướng cả con các bác nhé. Thấy không khí anh em đang chuẩn bị bữa trưa, nói bữa trưa nhưng mà tầm bây giờ nó cũng khá muộn rồi đó, hơn 12 giờ rồi. Ui, lượn dữ. Có thích khách hả anh? Anh thích khách đây mà. Ở đây à? Thế phải có thủ công. Bạn người bản xứ, bác trưởng bản. Tên là Thanh nhỉ? Bác này là bác Thông. Đâu rồi, gà đâu rồi, thỏ đâu rồi. Trưởng bản đâu? Đúng rồi. Nào cứ cầm máy thế hả em? Cho này xuống nướng đi chứ. Dân đắc chân. Dân kia khô dần đi. Không, không phải chờ than đâu. Để xa đây em ơi, để xa than lửa đó. Em xuống, phải nó.
Bắt rồi vậy. Quẹt ở đâu đó rồi anh ơi. Ngon thế, bác có đặc sản thế này tuyệt vời rồi. Bắt đây. Đấy bác, cứ đứng dưới đấy. Trông chéo ra ấy. Trông. Hôm nay có cái bác cũng là người ở đây các bác nhé. Bác lên giao lưu cùng anh em. Hôm nay thì bác lại hái rau ở nhà đây các bác. Hái rau ở nhà để lên lên suối chơi với anh em đây. Bên ô tắm luôn rồi à? Ở trên kia nhiều lắm, đi cả đông lắm. Giới thiệu các bác cái chỗ ăn trưa của anh em ngồi đây. Đá được kê xung quanh cái mâm rồi. Mời các bác nhé. Trước à? Thử cho ăn nóng. Nhìn sang chảnh thế. Đóng đây chú ơi. Gà thỏ thì đang chín rồi đấy. Sắp được rồi. Mọi người thì đang chờ một số anh em thì bên kia tắm. Thấy cái cây đấy nó hơi nhảy này, cái cảnh dưới nhưng mà nó to lắm. Dưới này thì anh em đang nghỉ ngơi. Ở đây khá là râm mát. Hôm nay em đi rất chu đáo luôn, có đá này, hoa quả, cốc chén, cả cháo nữa à, Hiệp. Cháo đấy, cháo của con đấy. Cháo với cả cái gì đấy? Trà sữa. Nguy hiểm lắm. Ừ, trà sữa. Toàn rất là nguy hiểm. Bên bia thì hai két nhỉ, mình có hai két bia đúng không? Hay một két nhỉ? Sướng như Dubai nhỉ? Được cái map mọi người. Ở đây nước này, suối thì mát lạnh luôn này, bóng cây mát, này khá là trên này thì quá tuyệt vời, lại còn được bia với thịt để nhậu này. Uống cho nó mát giải khát thôi các bạn, còn không bị ngập đấy. Thank you.
9 giờ các bác, bây giờ đem ra băm chặt để chuẩn bị ăn trưa. Đá nó bốc rồi, bỏ xuống nhiều vậy. Đây là bà ơi, chúng có anh em ơi. À, đang được thế. Chặt chặt xèo xèo các kiểu đó. Hả anh ạ. Xèo miếng thôi. Có bảo chị đâu. Cứ thả nó ra đây, thả ra đi. Đấy, đỏ đỏ này mới ngon này. Đó, này mới ngon này. Tuyệt vời. Có ăn được không? Ăn này. Này thì khó ăn lắm anh em ạ. Không thể cưỡng nổi. Cái này không thể cưỡng nổi được. Hôm nay toàn bia được không rượu à? Này toàn bia. Thế thì khó ăn lắm. Này khó ăn hơn. Bảo vang mang rượu đấy anh em, là bảo nóng lắm rồi mang bia đây. Rất nhiều rượu. Review lần sau anh em đi sẽ phải mang theo ấy. Chặt miếng nhỏ ra thôi. Thái, lấy cái dao thái lọc cái. Coi gì mà kê lên khỏi giấy mất đi. Thì không chặt được đâu, tháo khớp đi, tháo khớp lọc thịt đó. Lọc cái xẻo xẻo đấy. Xẻo như cầm xẻo này á. Cái này này. Cái này gì? Đấy. Đấy, này. Cắt nhỏ nhỏ ra thế. Này này. Xong rồi để mình đặt. Còn đâu thì nhé. Cái nóng đấy. Mời các bác ăn trưa nhé. Mời ăn trưa nhưng mà chuyển sang chiều rồi đấy. Các bác ơi, mặt cho anh Vinh không? Mặt cho anh Vinh không? À đây. Đây, xin. Các bác. Mời mọi người nhá. Mời tất cả các bác nhá. Mới được dùng bữa trưa đây. Mát thì quá mát rồi nhưng mà phải cho thêm cái này vào cho nó mát nữa. Uống đi anh em ơi. Chị ơi, quay vào uống bia đi chị ơi. Mới nhỉ. À, chà, tuyệt vời luôn. Đây này, anh nhập này. Dưới đây chửi em, không có chỗ nào. Coi có cho này, cho anh nhau nhảy. Mặt lắm các bạn. Đấy, chịu quay vào đây em ngồi đây được mà. Đấy, tú vào. Thôi, hàng quân đi thôi. Muốn anh nhảy. Muốn 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 nhảy. Này anh mạnh là cũng phải bóp mó tay này. Này. Nó hợp muối rồi, hợp muối. Ra được không? Đổ em hợp muối. Đấy. Muối nhiều mà. Muối đây mà. Đổ á. Đúng vậy nha bác Phong ơi. Cái muối hạt dổi đâu nhỉ? Trắng. Ờ đúng rồi. Đây còn nữa nhỉ? Không đủ được cả đồ khô vào đây ấy. Cái này hơi hẹp nó đổ về. Thằng nào? Thằng đấy thằng là núi mình. Thằng là vải nó đấy. Ngu ấy. Anh hẹp ấy. Thế không phải là ngu nhỉ? Từ ngày trước chỉ biết là nó ngùi nhỉ. Bác nhỉ? Biết nó ngùi. Mời bác nhỉ? Mới nó vài không đấy. Mới 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 mới. Mới mới bằng trăm cái tay. Mới không vô. Muốn làm không nhỉ? Vào đây. Wow. Anh nhân đúng nhỉ? Tự nhân chú nhá. Qua. Bên nào mày nhá? Bác cháu cho đây. Này là mình ăn thịt. Ao rồi ơi đây. Ao rồi cạch bố. Đấy. Không sợ mất móc đâu. Mày làm bố cho hơi đúng đấy. Nhậu phải môi thôi chứ. Ăn rau này. Dùng đấy cả nhà ơi. Rau này. Đi mời các bác. Đây đây đây. Gọi những cái đồ để gọn. Đây đây cháu nó vào đây ăn nào. Hai quay hẳn lên. Đấy à. Bỏ miếng cá cho nó ăn. Nó ăn thịt không con? Tao lấy cho. Ăn mó tay xong cứ lau vào quần các bác nhé. Về tí còn tắm suối mà.
Còn đi rồi tối về. Dạ. Vâng, chơi công tác đến tối. Thôi nhận bia, tôi đừng uống ngon hơn bia ở nhà. Mời các bác đây. Bia này ngon hơn bia nhỉ? Các bác nha. Ngon hơn. Chào đấy cháu ơi. Vì nay con đến con ghẹ đi cái con này giống này. Con thứ hai nhà Bắc Việt Nam Việt thì con kinh gì con kinh nhỉ? Con giống mặt giống nhá, con mặt giống cái kinh. Bây giờ mà nếu mà xem trên điện thoại hoặc là anh ở Cao Sơn anh là yêu gọi là anh yêu mà anh tên được gọi hay là gọi là tùy tùy yêu à ra thì bố anh đây tiếc đấy anh mồm mất giờ này. Thấy chưa? Im mồm, nghe chưa? Liệu nhá. Đúng rồi. Bây giờ mấy chục tuổi rồi, 30 tuổi đấy. Sau này mà cầm đồ 50 tuổi liệu không có chuyện im mồm đâu. À. Ăn cái vả luôn. Nó con cho. Chúng ta một con chung nhau thôi cho mày nhớ. Có cả thịt lợn ở bên dưới đấy. Thôi bà con các bác là tình hình bây giờ là anh em đang uống riêng với nhau. đang anh em hôm nay mới lần đầu tiên gặp nhau. Sao bảo là ăn gì đi suối là đang uống riêng với nhau này các bạn. Thôi anh em mình tranh thủ ăn gì một đấy. Làm tí đấy. Cái thịt thỏ các bác nhá. Hạt ở đâu đấy? Ăn nó thỏ. Xin cả đường. Đây đây đây. Lại một lần nữa lại phải nhờ shipper để ship bia lên chỗ anh em ăn chơi của ngày hôm nay. Vì đang ngồi góc kia kìa. Hết bia bắt đầu tạm dừng thôi anh em lại gọi bia bây giờ lại ngồi chuyển sang này. Bên kia nắng đã chiếu đến rồi. Dạy bơi chả bơi.